Mến chào quý vị và các bạn, Thủy Vân rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong thời lượng của bản tin 24 giờ. Chúng tôi với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin hữu ích nhất để quý vị và các bạn có những phút giây thực sự thoải mái sau những giờ làm việc đầy căng thẳng. Sau đây là những tin chính có trong chương trình. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin 24 giờ. Với những tin tức về đợt lũ kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Ngạc Cánh Bình đã tổ chức một cuộc hội thảo tại Bắc Kinh để đánh giá về tình hình lũ lụt với sự tham gia của Thứ trưởng Diệp Kiến Xuân và các quan chức từ tỉnh An Huy, Giang Tô và Sơn Đông. Tại hội thảo, Bộ trưởng Ngạc nói với các quan chức từ tỉnh rằng chính quyền địa phương cần hành động trước để xả nước từ sông và hồ vào vùng nông thôn. Trong những tuần tới, chúng ta phải duy trì khả năng chứa nước của các hồ chứa để có thể chứa được nước lũ sắp đổ về. Khu vực hiện đang bị ngập lụt là khu vực thoát nước của sông Hoàng Hà, ông Ngạc cho biết. Ông Ngạc không cung cấp thông tin chi tiết về tình hình lũ lụt, nhưng cho biết các khu vực phía Tây Bắc bao gồm tỉnh Thiểm Tây và Sơn Tây đang phải đối mặt với vấn nạn lở đất và các vùng núi. Tuy lũ lụt trên sông Trường Giang đã giảm xuống, nhưng mực nước ở khu vực trung và hạ lưu của sông này vẫn cao hơn mức báo động, tức là có nguy cơ bị vỡ bờ kè, ông Ngạc phân tích. Ngoài ra, mực nước các hồ và sông tại lưu vực sông Hoài cao hơn rất nhiều so với mức báo động. Trong khi đó, dự báo sẽ có mưa to và bão trong 3 ngày tới ở khu vực này. Ngày hôm qua, trên một trang web thuộc MIM có thông tin cho rằng lũ lụt ở quận Luân An, Thiểm Tây đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 20 người mất tích. Mưa lớn khiến chính quyền phải cắt điện sinh hoạt, thông tin liên lạc bị gián đoạn, đường xá bị tắc, hàng nghìn người buộc phải di rời. Tại thành phố Tây An, thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây, bức tường thành cao hơn 10 mét của cung điện nhà Tần, nơi ở của một số vị vua được xây dựng từ thời nhà Minh, đã bị sập trong trận mưa lớn. Bức tường này được xây dựng vào những năm 1384 và nằm ở trung tâm thành phố. Truyền thông địa phương Thiểm Tây đưa tin, gạch và bùn rơi từ bức tường chắn ngang con đường gần đó, khiến 8 người qua đường bị thương và làm hư hỏng 3 chiếc ô tô con và một xe buýt. Vào ngày hôm qua, một tòa nhà hơn 30 tầng đã bị sập ở thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây. Các nhân viên cấp cứu phải sử dụng xuồng cao su để đưa nạn nhân đến bệnh viện. Tuy các quan chức và hãng thông tấn truyền thông nội địa đưa rất ít thông tin về tình hình lũ lụt, nhưng người dân địa phương đã đăng tải những thông tin lên mạng xã hội rằng lũ lụt đã làm ngập các thành phố và làng mạc ở tỉnh Thiểm Tây, tỉnh Cam Túc gần đó. Ngày hôm nay, tại lưu vực sông Hoàng Hà, chính quyền địa phương đã cho xả nước lũ từ hồ Đông Bình ở tỉnh Sơn Đông vào các thôn. Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, các nhà chức trách đã cảnh báo rằng có thể xảy ra lũ lụt nghiêm trọng hơn nữa ở khu vực sông Hoàng Hà, ảnh hưởng đến các tỉnh Cam Túc, Ninh Hạ, Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Nam và Sơn Đông. Lũ lụt ảnh hưởng tới hơn 50 triệu dân ở miền Nam của Trung Quốc và đang tiến nhanh tới miền Bắc. Mưa lớn liên tục ở miền Nam Trung Quốc đã gây ra lũ lụt tràn lan ở sông Trường Giang và sông Hoài. Đỉnh lũ số 3 của sông Trường Giang đã tràn vào khu vực hồ chứa Tam Hiệp với tốc độ dòng chảy 65.000 m³/giây. Chính quyền đã xả lũ với lưu lượng chảy 42.000 m³/giây. Đập Vương Gia Bá ở An Huy cũng đã mở cửa xả lũ, khiến hơn 250.000 người dân phải rời bỏ nhà cửa để sơ tán. Tổng thiệt hại 27 tỉnh phía Nam có hơn 50 triệu người dân bị ảnh hưởng của lũ lụt. Mực nước của sông Trường Giang ở sông Hoài Hà tiếp tục dâng cao. Đỉnh lũ số 3 năm nay của sông Trường Giang hình thành ở thượng lưu sau khi đi qua Trùng Khánh đã đổ vào Tam Hiệp, khiến tốc độ dòng chảy nước vào từ 42.000 m³/giây lên tới 65.000 m³/giây. Và lưu lượng xả lũ vẫn giữ ở mức 42.000 m³/giây. Vào lúc 8 giờ, mực nước của hồ chứa Tam Hiệp tăng lên 163,54 m. Người dân ở An Huy, Giang Tô và những nơi khác nằm trong khu vực hạ lưu sông Trường Giang buộc phải sơ tán. Hiện tại mực nước ở trung lưu và hạ lưu sông Trường Giang phía biên giới Thạch Đầu, tỉnh Hồ Bắc và Hồ Bà Dương ở hồ Động Đình tiếp tục vượt quá mức nước cảnh báo. Trong đó, hồ Liên Hoa và hồ Động Đình, thành Lăng Ki nằm trên dòng chính của sông Trường Giang đã vượt quá mức nước đảm bảo. Các khu vực dọc theo đập Vương Gia Bá của sông Hoài Hà vẫn vượt mức nước cảnh báo. Theo tờ tin tức Bắc Kinh đưa tin, vành đai mưa sẽ di chuyển về phía Bắc và mưa lớn sẽ xảy ra ở khu vực sông Hoàng Hoài, Bắc của Trung Quốc và Đông Bắc. Lũ lụt có thể xảy ra ở sông Hải Hà, Hoàng Hà và Tùng Liêu. Dữ liệu chính thức cho thấy kể từ mùa mưa lũ bắt đầu, lũ lụt đã gây thiệt hại tới 56.788 triệu người ở 27 tỉnh, khu vực, bao gồm Giang Tây, An Huy và Hồ Bắc. Hơn 160 người thiệt mạng hoặc mất tích, 3,96 triệu người phải sơ tán khẩn cấp, 44.000 ngôi nhà bị sập, diện tích đất canh tác bị ảnh hưởng là 5,28 ha, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 140,43 tỷ nhân dân tệ. Thiệt hại kinh tế trực tiếp từ lũ lụt năm nay so với mức trung bình cùng kỳ 5 năm qua đã tăng 13,8%. Tuy nhiên, vì Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn che giấu thông tin sự thật của các thảm họa, nên ngoại giới nghi ngờ rằng số liệu thiệt hại thực sự có thể cao hơn rất nhiều so với số liệu chính thức. Kính thưa quý vị, kể từ đầu tháng trở lại đây, nhiều tỉnh thành ở phía Nam của Trung Quốc đã xuất hiện mưa lớn. Theo số liệu chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, 8,52 triệu người ở 24 tỉnh và thành phố ở miền Nam và miền Trung của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng. Đập Tam Hiệp cũng đang ngàn cân treo sợi tóc. Kể từ đầu tháng này, ở miền Nam Trung Quốc đã phải có mưa lớn. Truyền thông đại lục cho biết một phần của miền Nam và miền Trung của Trung Quốc cùng các khu vực phía Tây Nam bắt đầu có mưa liên tục và mưa lớn trong 24 giờ. Ở một số vùng còn xuất hiện mưa đá. Hai ngày trước, một trận lở đất đã xảy ra ở Mai Long Câu, huyện Đan Ba, chặn dòng sông Tiêu Kim Xuyên,
đã tạo thành một hồ chứa nước lớn. Lượng nước trong hồ đạt tới 1 triệu mét khối và bắt đầu tràn ra ngoài. Nhà máy điện Mai Long Câu với công suất phát điện là 2.000 kW đã bị cuốn trôi. Video được cư dân mạng đăng tải cho thấy dòng chảy khổng lồ tràn xuống từ thượng nguồn, cuốn trôi những con đường, ngôi làng, dọc đường đi. Một trận lở đất bất ngờ xuất hiện từ đỉnh núi trực tiếp nhấn chìm và chôn vùi những ngôi làng. Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu dân làng đã bị giết chết trong khi đang ngủ. Thông tin dự báo cho biết mưa lớn ở một số khu vực của Tứ Xuyên dự kiến sẽ tiếp tục trong những ngày tới. Ngoại giới vẫn luôn lo ngại về đập Tam Hiệp, từng nhiều lần bị truyền thông chỉ ra là có sự biến dạng ở thân đập, nhưng đều bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc phủ nhận. Lần này, liệu đập Tam Hiệp có thể chống chọi được với những tác động của lũ lụt? Chuyên gia cảnh báo, nghi xương ở dưới nên trốn thoát, cảnh báo lần cuối. Năm ngoái, sự biến dạng nghiêm trọng của đập Tam Hiệp đã thu hút sự chú ý trên toàn thế giới. Những cơn mưa lớn ở miền Nam thời gian này lại một lần nữa gây ra những lo ngại cho ngoại giới. Truyền thông xã hội nước ngoài gần đây đã lan truyền một tin tức nói rằng Hoàng Tiểu Khôn, một kỹ sư kết cấu hàng đầu quốc gia, một nhà nghiên cứu, viện sĩ của Học viện Nghiên cứu Xây dựng Trung Quốc, cũng là kỹ sư trưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Kiến Nghiên, đã đưa ra một thông điệp cảnh báo trong nhóm WeChat của mình rằng nghi xương ở dưới nên trốn thoát, cảnh báo lần cuối. Chuyên gia thủy lợi Vương Duy Lạc đã nói rằng đập Tam Hiệp đã bị biến dạng nghiêm trọng vào năm ngoái. Ông cảnh báo rằng sẽ có hậu quả khôn lường nếu như có sự cố vỡ đập trong tương lai. Một khi đập Tam Hiệp bị vỡ, hàng trăm ngàn người sống ở thành phố Nghi Xương sẽ chết. Ông giải thích rằng đập Tam Hiệp bao gồm hàng chục đập bê tông độc lập, mỗi đập được đặt trên nền đá, tách biệt với nền đá. Khi bị ảnh hưởng bởi áp lực và nhiệt độ của nước, khối đập sẽ trải qua các biến dạng và dịch chuyển khác nhau, nghĩa là con đập đang di chuyển. Thiết kế này quyết định điểm yếu của đập Tam Hiệp. Trên thực tế, kể từ khi khởi công xây dựng dự án Tam Hiệp, những tranh cãi về chất lượng của công trình, các mối nguy hiểm và tác động tới môi trường của đập Tam Hiệp chưa bao giờ kết thúc. Thưa quý vị, vào tối ngày hôm qua, một tòa nhà cao tầng thuộc khu dân cư thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị sét lớn đánh trúng. Tia sét giáng xuống tòa nhà chung cư tạo ra vô số tia lửa bắn tung tóe, khiến người dân trong huyện phải kinh ngạc và thốt lên: có chuyện gì vậy? Thật là đáng sợ. Theo báo cáo của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, vào khoảng 6 giờ tối qua, một tòa nhà cao tầng thuộc khu chung cư quận Thiết Tây, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị sét đánh trúng. Tại vị trí sét đánh, bắn ra vô số tia lửa đỏ rực. Ngoài ra, từ một video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, sau khi một tia chớp xuất hiện trên bầu trời, đột nhiên vang lên một âm thanh lớn, giống như tiếng bom nổ. Ngay sau đó, một cột lửa màu vàng cam đập vào một tòa nhà cao tầng gần đó. Tia lửa theo gió văng ra khắp mọi nơi. Mặt đất trông giống hệt như một biển lửa. Các nhân chứng cho biết, ngay trước lúc con rồng lửa xuất hiện, trên bầu trời có hơn 10 tia sét sáng chói. Cũng có người nói, trước khi rồng lửa phát nổ, tia chớp sáng lòa khiến cho màn hình điện thoại không thể thu nhận được bất kỳ hình ảnh nào. Cho đến khi cảm biến CCD của điện thoại hạ thấp mới có thể thấy một con rồng lửa nối từ tháp điện cao thế đến tòa nhà cao tầng. Theo quan sát thì tháp điện cao thế và tòa nhà cách nhau ít nhất vài trăm mét. Trước khi báo chí đưa tin về vụ việc, thì trên Weibo đã xuất hiện một bài viết với tựa đề Thẩm Dương mưa lớn như thác đổ, dòng lửa đánh vào tòa nhà cao tầng. Bài viết đã thu hút 15 triệu người quan tâm và 7.505 bình luận từ cư dân mạng. Nhiều cư dân mạng xôn xao bình luận, quá kinh khủng, không lẽ là lôi thần sao? Trời ơi, có vô số cảnh thực sự khiến người ta khiếp sợ trong năm nay. Bụi lửa bắn ra đó là tia lửa hay là mảnh vụn thủy tinh? Thoạt nhìn có vẻ như một vết nứt trong không gian đã bị xé toạc. Thật khủng khiếp. Năm nay quá khó khăn rồi. Năm nay là năm bảo toàn tính mạng. Hãy chú ý an toàn nhé. Trên trời hạ xuống kim long, nhất định có chân mệnh thiên tử xuất thế. Phía chính quyền địa phương giải thích rằng nguyên nhân là do sét đánh vào đường dây điện cao thế, làm cháy cỏ dại gần đó, đồng thời cũng nhấn mạnh rằng không có thương vong nào xảy ra. Công ty điện lực cũng tuyên bố rằng dây điện cao thế không bị hư hỏng và việc cung cấp điện vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, tuyên bố này của phía chính quyền cũng không thể khiến người dân cảm thấy yên tâm. Hiện tại địa phương vẫn tiếp tục xuất hiện mưa lớn và tối qua cơ quan khí tượng vẫn tiếp tục công bố cảnh báo mưa lớn màu cam, cảnh báo cam về sấm sét và gió lớn, cảnh báo cam về mưa đá. Tối cùng ngày, thành phố Tân Dân không chỉ có mưa lớn, sấm sét cùng với sức gió giật trên cấp 11 mà còn có mưa đá và mưa rào. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự trên kênh Bản tin 24 giờ của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị và các bạn hãy để lại trong phần bình luận phía bên dưới video để chúng tôi kịp thời hồi đáp. Chúc quý vị có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng và hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.